Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Theo đó, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm